Ngay khi thông tin WeFit dừng hoạt động, trong ngày hôm nay trên nhiều diễn đàn thành viên, các khách hàng của WeFit đã tỏ ra lo lắng về quyền lợi của mình. Sáng nay thì nhận được thông tin của WeFit thì cũng rất là lo lắng. Hôm qua thì tôi vẫn tập bình thường, nhưng hiện tại thì không biết là đến chiều nay không biết có được tập nữa không. Rồi đến 3 tháng sau không biết là chế độ của WeFit và cái phương thức chuyển giao của các bạn ấy sẽ như thế nào. Cũng trong sáng ngày hôm nay thì phóng viên bản tin tài chính kinh doanh đã liên hệ và được công ty này cho biết là hiện họ đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Và để giải quyết các vấn đề phát sinh đối với những khách hàng vẫn còn quyền lợi sau ngày 10 tháng 5 thì đơn vị này đang làm việc với các bên thứ ba để có thể chuyển đổi quyền lợi cho khách hàng hoặc tìm ra giải pháp thỏa thuận tốt nhất. Nhận định về mô hình của WeFit, các chuyên gia đánh giá sẽ thật khó để một hệ thống cao cấp lại mở cửa không giới hạn có thể sinh lời. Ví dụ như CEO của WeFit đã từng chia sẻ là nhiều người dùng đã dùng chung một tài khoản, thậm chí có những tài khoản tập đến đỉnh điểm những hơn 200 lần mỗi tháng. Thì cái đó là yếu tố rủi ro về quản trị mặt công nghệ cũng như là quản trị về mặt kinh doanh thôi. Để giải quyết vấn đề này thì thường các hãng công nghệ người ta sẽ phải có các cái giải pháp về mặt công nghệ để giải quyết vấn đề này và không cho phép khách hàng có thể sử dụng được nhiều lần như vậy. Trên thực tế, khủng hoảng của WeFit không phải mới bắt đầu. Từ cuối năm 2019, nhiều bất cập trong quản lý dòng tiền, mất kiểm soát trong quản lý hệ thống khách hàng và đối tác đã dần xuất hiện. Thêm tác động từ dịch Covid-19 đã khiến cho WeFit chịu một cú đánh kép không thể gượng dậy.